Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy và các thành viên trong đoàn làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt để giám sát về công tác phòng chống tham nhũng. Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc, thực hiện công khai minh bạch mọi hoạt động, nhất là mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản, thu chi tài chính, công tác cán bộ, vân vân. Qua thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, từ năm 2020 đến nay, các cấp các ngành quận Thốt Nốt đã xử lý kỷ luật một trường hợp không trung thực trong kê khai tài sản thu nhập, thi hành kỷ luật 14 trường hợp vi phạm về tham nhũng tiêu cực trong thực thi công vụ, vi phạm trách nhiệm người đứng đầu, xử lý 3 vụ có hành vi tham nhũng tiêu cực, 4 vụ tham nhũng tiêu cực, sai phạm kinh tế, 4 vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế phải thu hồi tài sản hơn 3 tỷ 130 triệu đồng, xử lý một cán bộ vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để cấp dưới tham nhũng tiêu cực. Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng được Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt thường xuyên chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Thời gian tới cần tăng cường quán triệt các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác, công khai kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Khi phát hiện hành vi tham nhũng phải xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.